Mồi đảo diệu gọi nêm khó xanh, chốn trà đình xa lánh giảng lai. Tu hành nào lường mặn chay, miệng tâm thanh tịnh gặp Ngài an cư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo hòa hảo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Cho Ông Tham Tá Ngà. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo lối tháng 2 Canh Thìn trong lúc ban đêm. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lần là đến chốn buồn mồi vinh quang. Xa thân tìm kim ma, chẳng nài viễn vọng dẹp tà nơi tâm. Nay gặp bạn tri âm tri kỳ, cho những điều thiện mỹ cổ lai. Đừng nên sớm dội lợt phai, sẽ dây cho chặt mà nài tánh linh. Nền đạo đức sắc thân chớ mến, có thuyền từ đưa đến non tiên. Cứu người hữu phước thiện duyên, về nơi cõi Phật khỏi miền trần ai. Kẻ ác đức hậu lai khổ thảm, mắt phàm trần tường lãm hồ binh. Mấy lời dặn bảo đinh ninh, gắn ghi chạm già long đình được xem. Mồi đảo diệu gọi nêm khó xanh, chốn trà đình xa lánh giảng lai. Tu hành nào luôn mặn chay, miệng tâm thanh tịnh gặp Ngài an cư. Nền đạo đức dị tư bất nhã, ta đừng phân nhờ ngã mới hay. Nhìn đời thế thái đổi thay, hết dinh tới nhục lẻ này thường xưa. Đời vật chất văn minh chiều chuộng, vì thời lai dần
bị trải qua. Lòng sắc son đây đó nọn nà, tâm nào bích bê ta chậm trễ. Tu với tịnh bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Nỗi bút nghiêng phần lão càng bài, câu diệu lý cơ quyền khó kim. Xa chi kẻ dùng lời bao biếm, chế điên khùng khó kim cho ra. Nào tâm trạng sớm dứt ái hà, nên phải dội lìa xa cõi tàm. Quyết chỉ nẻo lanh dòng hắc ám, đạo và đời thầm thầm sâu xa. Diễm hồng liên thơ thơ quân ca, tạo duyên giả phàm gian thân giả. Chớ lấy đó mà tâm buồn bã, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kìa ơi ai giữ phần cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Chớ nản chí đường tu bỏ, liếp trôi bước sang gặp lão Thế Ngôn. Trôi hùng phong cốt cách duy tồn, sát tuy mất hồn thiên chẳng mất. Lão cùng tỏ đôi lời khờ khật, cầu quyền sâu cho đó ngủ ngôn. Mà sông phi diễn dòng tâm hồn, hành thế lữ đêm dài càng tỏ. Giết cho sạch những loài sâu bọ, dòng hại người lúc bỏ rầy trồng. Huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông, sanh hồi thiện đôi câu thành thật. Đêm vắng tắt dài lời để cất gác ngồi nghiêng, tạm biệt phàm gian. Ráng dừng mây bóng thỏa lạc nhàn, để chuyên khát cạn câu hoài vòng. Dặm tràng đó mới chuyên sang chơi, tỏi thần tiên khá nhận lời. Quyền pháp thâm trầm
tham bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỡi người ơi. Người ơi, chân lý thầm lâu đời, âm cảnh diệu quyền hẹn một nơi. Qua mặt chúng ương tam điệp khách, đợi chờ thiên luật mới về ngơi. Về ngơi chốn ấy rõ như lời, nào lão có bài chuyện khuây chơi. Vẽ viết trời xanh cho đó biết, một lòng gắn chặt chẳng xa lơi. Xa lời đạo đức khổ tâm à, học cũ ít bài lão thiết tha. Bóng xế tà tay ôi lắm thề, giả hiền cất bút mượn thi ca. Thi ca nhiều nẻo thầm rồi đã, hồi tỷ sứ thần giải chuyện xa. Lánh thế chẳng bài danh lão sĩ ngày nay, các chỗ ngộ cuồng ca. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo đến bài Khuyên Bỏ Dị Đoan. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tin tới đây chớ ngã lòng, xác trần mê mệt nỗi lòng đông. Cậu cô chú bác đừng coi bối, theo lối dị đoan mất bạc đồng. Bạc đồng chẳng dùng dùng chân không, quyết chỉ nâng niu giống lạc hồng. Tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp, cho đời hiểu rõ lý chân không. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để tiếp theo đến bài Ông Lương Văn Tốt hỏi. Ông Tốt ở làng Mỹ Hội Đông, tỉnh Long Xuyên. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng 6 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Một đạo ơn trên chưa
xin ông phân càng chung nghe rằng ba ngàn thế giới ai là chủ, mở lượng từ bi dài chúng sanh. Đức Thầy đáp hòa: dân lịnh Phật tôn chưa hiểu danh, ngặt gì pháp luật khó phân rành. Càng khôn muốn biết ai là chủ, tu hành theo dõi đến mây xanh. Vì sao thế giới lại ba ngàn, học đã rành chưa đến hỏi han? Đã làm nhỏ dân thì hại đôi, đáp lời cho vẹn kiên tiên ban. Đời dân vật sai mê khổ thảm, người nào đã từng làm nho văn, xưa nay mèo má lung lăng, làm cho quên đi mất đạo hằng thanh nhân. Nay gặp kẻ có cơn thức tình, Phật làm người thùng thình sửa sang. Tay xuống bút nói lan chuyện thế, bài đạo màu cứu tế nhân sanh. Kìa kìa các bậc công khanh, miễu soạn tạc để đành rành chẳng sai. Hỡi ai kẻ học hay lo liệu rứt bụi trần, bận biểu làm chi, làm cho rồi phần tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non. Chừng bay núi lầu son lộ vẻ, thì người già qua trẻ dân ơi, tu hành ác được thánh thơi, lại xem được Phật được trời bao thai. Thân hành đạo đắng cay phải, chịu phận làm người phải liệu cho xong. Cần chi gạn hỏi diện dông, làm người chưa vẹn
khó hồng thành thơi. Nói nhiều lắm xe lơi tình nghĩa chữ hiền lành trao trịa cho xong. Thấy đời trần hà long đông chẳng lo khó thấy mây rồng hồi kia. Nam mô A Di Đà Phật.